Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm trái quỷ Dragon Rush, hay được rất nhiều các bạn cũng như anh em biết đến với cái tên là Uo Onumi hem. Lúc nãy thì mình đã quay xong cái clip này rồi, quay hoàn chỉnh hết rồi các bạn. Nhưng mà có một bạn đánh mình trong server, thì bạn cũng biết mà, cái tính mình hiền lắm các bạn. Mấy bạn đánh mình thì mình đứng yên cho đánh, mình còn bật BBB cho bạn đó đánh nữa mà. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình thấy bạn đó không có chat nữa. Mình sợ anh em biết cái tên bạn đó đó, vào server dí bạn đó đập thì tội nghiệp bạn đó hem. Nên là mình đã xóa clip đó đi rồi, nên là mình quay một clip mới. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm năng lực trái quỷ Dragon cho mấy bạn cũng như là anh em xem hem. Thì chiêu V đó thì mình cũng xin phép anh em cũng như là các bạn thì mình chưa có luyện lên được, nên là mình chỉ có thể sử dụng 4 chiêu dạng người thôi nha. Còn dạng rồng thì xin phép anh em là mình sẽ sử dụng trong tương lai hem. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái chiêu Z nha các bạn. Đây, chiêu Z thì mình sẽ công kích vào cái bầy quái này. Mà giờ có con mà, bây giờ không dụ nguyên bầy được đâu mấy bạn. Tại vì có mấy bạn ở đây á thì nó chạy lung tung beng hết à, nên là không có dụ được hem. Thì đối với cái chiêu Z này đó, đây là một cái chiêu cơ bản nhất để các bạn farm trái quỷ Dragon trở nên mạnh mẽ nhất. Chứ trái quỷ Dragon vừa vào không có chiêu là sao farm các bạn. Nó phải có chiêu mới farm được hem. Đây là chiêu Z. Và cái chiêu này á thì mấy bạn sẽ gồng và mình sẽ phun ra. Đấy, mình sẽ phun ra một cái luồng ánh sáng hem. Thì nó chạm trúng cái vật thể hay là quái thì nó sẽ phát nổ. Nhưng mà cái phát nổ của nó đó thì nó sẽ giúp cho những cái con quái này bay cao, bay xa và bay luôn. Nên là các bạn cũng như là anh em á, cầm cây kiếm chém hay là sử dụng melee gì đánh á, thì đánh cho quái còn ít máu thôi. Chứ các bạn sử dụng cái chiêu này á, dằn quái ra mà quái nó chưa đủ máu để hy sinh đó, thì rất là tốn thời gian nha các bạn. Tại vì nó dằn rồi nó xuất hiện lại quái mấy chỗ bam rồi nó chạy lại nghe lung tung beng lắm các bạn. Đó, nên là các bạn cẩn thận khi sử dụng chiêu này hem. Còn cái chiêu X là cái chiêu mà mình đam mê nhất. Tại vì á, mình chơi game Lockroot này á, mình chưa nắm đầu được bạn nào hết à, cũng chưa BK thắng bạn nào hết. Nên là mỗi khi mà nắm đầu được một bạn nào đó thì mình rất là mê hem. Đây là cái chiêu này là phù hợp cho mình nè, đây. Đó, mình nắm đầu một con quái cũng như là một kẻ địch nào đó hay là một bạn nào đó hem. Rồi mình sẽ chà dưới đất, chà một cái đường thiệt là dài. Thì nếu mà đụng tường á, thì cái con nhân vật của mình sẽ bóp hem. Và khi bóp thì sẽ kèm theo cái hiệu ứng là đốt cháy. Đây, sẽ thử cho bạn coi ha, đó. Quái sẽ bị rút máu, đó, 93.7 nha bạn. Hiện tại thì mình cũng đã nâng full điểm devil rồi. Thì các bạn nâng full devil thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà mastery mấy bạn 600 thì chắc chắn là đam hơn mình. Nhưng mà hơn bao nhiêu thì mình không biết hem. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ sử dụng chiêu C. Chiêu C là một cái chiêu mà bắn rất là đã mắt các bạn. Đây nè, đó, bay cao mình bắn xuống, mình tia liên tục luôn hem. Nã như Nakai nữa các bạn. Và một viên bắn như vậy thì sẽ phát nổ. Nhìn rất là ghiền, nhưng mà thời gian cooldown của chiêu này á thì khá là lâu. Tại vì mạnh mẽ như vậy mà cooldown nhanh thì ai mà chịu thấu các bạn. Đâu ai chịu thấu được. À, đây là cooldown rất là lâu ha, nhưng mà bắn nhìn rất là đã các bạn. Các bạn nhìn cái vụ nổ aura nó nhìn rất là sướng mắt luôn á. Nhưng mà chiêu X vẫn là cái chiêu mà mình khoái nhất ở cái trái ác quỷ Dragon này em. Tại vì có thể nắm đầu được một bạn nào đó. Đây, đó. Bóp liền. Này là rút máu như rút tầm khoảng 5 lần nữa các bạn. Tại vì á, trong lúc mà mình bóp á thì sẽ kèm theo thiêu đốt nữa. Nó con quái sẽ bị thiêu đốt hem. Còn chiêu ép á thì quá đơn giản rồi các bạn. Đây là một cái chiêu mà giúp mình có thể bay lượn trên bầu trời hem. Các bạn có thể bay lên cao nè. Rồi từ trên cao sau đó là các bạn rít gió xuống. À, mình không biết là bay sử dụng chiêu được không ta, đâu để mình thử coi. Không được nha các bạn. Chắc là dạng rồng mới được các bạn ơi. Rồi thử sử dụng chiêu C coi. Không được luôn các bạn ơi, không được luôn. Mình tưởng đó là dạng người bay đấy, mình có thể dùng chiêu C được. Nhưng mà không, vậy là chỉ có dạng rồng thôi bạn ơi. Dạng rồng giờ mình phải farm lên 350. Bây giờ ở bên đây đánh mấy con quái thì không có ý nghĩa gì ha. Mình sẽ đi đập mấy con boss. Boss thì qua bên đây. Hiện tại thì mấy bạn tập trung toàn là ở cái đảo của Chopper không à. Nên là bây giờ mình qua bên đây á thì boss chắc chắn là rất là nhiều rồi. Tại vì đâu có bạn nào đánh đâu. Không, lúc nãy có đánh các bạn. Lúc nãy mình quay clip trước có đánh. Tại vì bạn kia chửi mình quá, chửi những cái từ tục tiểu quá, chửi ở cái hàng đây nè. Thôi chết rồi. Thôi mình xin phép các bạn, mình tắt chat nha. Mất công mà mấy bạn nhìn thấy những cái từ mà không nên nhìn nữa các bạn. Tại vì lúc nãy á, mình thấy mấy cái từ rất là tục luôn, kinh khủng luôn á. Tục phải nói là tục vô đối vô thần luôn. Như là bạn đó biết bao nhiêu cái từ chửi thề rồi bạn đó chửi mình hết luôn á. Đó là mình xin phép các bạn là mình tắt chat em.
để cho không thấy những cái từ đó hiện lên nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ của thằng Bellamy đi ha. Không biết là nhà máy có ra hay không nữa. Bây giờ tắt chat như thế này, nhà máy có ra cũng không biết đâu bạn ơi. Qua đây đánh thằng Doofy cũng được. Mình không biết anh còn Robert để hồi sinh Doofy đánh chơi cũng được nữa. Đánh thử coi là trái Dragon này mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng mà bay chậm quá các bạn ơi. Chắc biến thành rồng, mình mong là cải thiện ha. Trời ơi, từ từ, các bạn chờ mình xíu. Mình chà Bellamy xuống đất rồi nó. Rồi nó bẻ gãy chiêu C của mình luôn các bạn, bị gãy chiêu à. Thôi rồi, thằng Bellamy sống gì nổi nữa. Cho mình chạm phát nữa đi. Trời ơi, cái chiêu này BK khó canh nha các bạn. Nhưng mà nắm đầu được phải nói là đã ha. Đột kích xuống. Thằng Bellamy chết rồi, rã ngự nằm bên đây nè các bạn. Rồi mình sẽ đi vô chỗ của thằng Doofy thử ha. Đây. Doofy chắc không sống nổi rồi. Mấy bạn đi săn quá mà Doofy nào sống nổi. Bay qua cái tòa lâu đài, tòa thị chính của thằng Doofy. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa cái chiêu đó chiêu gì lạ ta? Chắc là mình bỏ lót rút lâu quá nên là cái kỹ năng nhận diện chiêu thức của mình là coi như mất rồi. Ủa nhưng mà mình làm gì có kỹ năng mà mất các bạn? Mình làm gì có kỹ năng mà mất đúng không? Mình từ đó giờ làm gì có kỹ năng? Rồi vô đây. Có Doofy. Ở Doofy không sống hả? Hồi sinh con boss bao nhiêu tiền ta? Nhớ là hình như là 75 không? 50. 50 à? Mình còn bao nhiêu đây ta? Trời ơi, mình hồi sinh cái mình còn 6 đô bết luôn đó bạn, chơi ha. Hồi sinh cho các bạn đánh chơi vui mà. Từ từ. Các bạn chờ mình chạ cái. Rồi quýnh á. Nè, đó. Vô, trời ơi có Doofy. Thôi. Doofy không thấy bình minh đâu hết. Đâu là Doofy đâu à? Trời ơi, mấy bạn làm nhanh gọn vậy. Doofy không biết sao chết luôn. Mình mới thấy là mình bóp đầu Doofy là mình chà xuống đất, mình đẩy thẳng vô tường mà bị mấy bạn lôi đầu lại quýnh thằng nhỏ, mà nhỏ chưa kịp bạo nộ gì lên cái nhỏ chết ngắt rồi. Sao mình nhìn cái hình thể đó sao giống mình quá à ta? Nếu mà bây giờ mấy bạn đi săn mình thì chuyện gì xảy ra nhờ? Y vậy đó các bạn ơi, y chang vậy. Với kỹ năng của mình y chang Doofy vậy á. Mình BK mấy bạn là thế nào kết quả cũng như thế thôi. Bạn nó đó. Sướng quá. Đâu rồi? Từ từ để mình chà nó cái. Ừ nó. Lôi đầu ra ngoài được luôn bạn. Đã rồi ta. Ôi ơi. Cái này là mình có được cây kiếm nha các bạn. Ủa cây kiếm này mình có chưa ta? À có rồi. Mình tưởng đâu đánh từ đó giờ mới kiếm được cây kiếm chứ. Rồi bây giờ qua đến Fuji ha. Có mấy bạn đánh nhanh quá. Cái gì đây? Ai triệu hồi du biển nè. À, có bạn 20M ở đây các bạn ơi. Con du biển này, con du biển free nè. Free nhưng mà có điều là miễn phí thì miễn phí thiệt. Mà có điều là không phải là hàng thiệt các bạn ơi, đồ giả. Du biển đó miễn phí á. Đánh bao nhiêu con cũng được hết các bạn ơi. Trời ơi, mình đang bay bị nó lôi đầu lại nữa. Chóng không hả? Du biển nó dám chóng với rồng, đừng để mình biến thành rồng nha. Mình chà bụi bặm à. Qua bên đây chắc mấy bạn xử xong rồi. Lúc nãy mấy bạn sử dụng chiêu đi nhanh lắm. Bạn trượt băng được các kiểu. Ủa Fuji nhà ở đâu thế? Tự nhiên cái quên địa điểm của Fuji luôn rồi. Ủa đâu ta? À bên đây. Trời ơi. Mất cân bản chỗ đánh Fuji tôi ra luôn rồi. À đây. Ảnh đây. Chà liên. Bắn liên tục các bạn. Đó, đã không? Đi chỗ khác chơi. Né thiên thạch liền. Tiếp tục chà. Ê chà, u chà. Ali mấy bạn vô, trời ơi. Hèn chi từ nãy bị mấy bạn đánh sắp mặt là phải. Rồi mình qua chỗ băng Hazard luôn nha các bạn. Qua băng Hazard xử Morker nữa là xong rồi hem. Với lại mình lúc nãy mình cũng dùng Robert mình hồi sinh hết tất cả các boss rồi. Con boss ở bên đảo Chopper có luôn rồi đó. Mấy bạn qua bển đánh để lấy khi để mở thanh Rengoku của Viêm Trụ. Game này cũng có Rengoku của Viêm Trụ ghê thiệt.
Thành Rengoku đó là cái tên của Diêm Trụ ở trong movie mới của Diệt Quỷ luôn rồi. Ê, từ từ, để mình nè, Mocker bắn liền. Ê, quên xài cái nón của già Noel vô bạn. Trời ơi, cái gì vậy? Vô trọng của quýnh mình lên bụi lên xình, từ từ để mình dứt điểm. Giỡn mặt, trời ơi không chết các bạn. Phải bóp chết cái mới ngầu hay không? Mình bóp một cái là Mocker là chết luôn á. Trời ơi. Rã ngừ là nhìn ngầu liền. Được 262 mastery rồi các bạn. Rồi, thì ở video ngày hôm nay thì mình cũng đã cho các bạn thấy được sức mạnh của trái quỷ Dragon ha. Rồi, thì mình sẽ review lại sau đó mình nghĩ nè. Đầu tiên là chiêu Z nè đó. Các bạn có thể giữ liệt ha. Để bay cao không trung như thế này. Sau đó mình sẽ phun ra. Đó. Rồi, kế đến là cái chiêu X. Chiêu X thì mình sẽ nắm đầu đối phương ha. Chà xuống đất như vậy. Chạy thẳng về phía trước. Thì đối phương mà bị dính chiêu đó sẽ bị dính đam trong lúc mà mình bóp đầu. Mà vừa bị dính đam thiêu đốt nữa nha các bạn. Còn chiêu cuối cùng là cái chiêu C này đó. Mình sẽ chỉ vào cái những cái địa điểm mà mình cần tấn công hem. Bắn ra những cái hạt năng lượng bay tung tóe. Rồi sau đó là đụng trúng mục tiêu thì sẽ phát nổ vậy thôi. Còn những chiêu còn lại thì mình sẽ cố gắng luyện để biến thành dạng rồng ha. Đó. Rồi. Bắn cái đó cũng đã thì các bạn. Nhưng mà không khoái bằng cái chiêu ít nắm đầu nắm cổ đã đầu nắm đầu cái kết thúc video này bạn. Rồi video đến đây thì cũng gửi lời cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo hỗ trợ mình trong video ngày hôm nay em. Và cũng cảm ơn rất nhiều các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp các bạn và anh em trong những video lần sau và tiếp theo của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha.